Dạ, mỗi ngày bên em bao tới vậy. Hello, công Trần xin kính chào tất cả quý cô bác anh chị. Hôm nay mình tiếp tục quay sân vận động Biên Hòa các bạn. Hiện nay địa điểm này phát cơm miễn phát gạo miễn phí tình thương cho tất cả bà con nhân dân nghèo trong thành phố các bạn. Đây, hôm nay mình sẽ cho các bạn xem tận cảnh. Kính chào tất cả cô bác anh chị. Đây. Hôm nay hàng lối rất đẹp các bạn. Mỗi người đứng một khoảng cách là rất đẹp luôn các bạn. Đó. Toàn người lớn tuổi các bạn. Hôm nay hàng lối nhìn rất đẹp luôn. Có những anh lực lượng dân phòng các bạn để bảo vệ giữ an ninh trật tự, đảm bảo lúc nào cũng trật tự ở khoảng cách an toàn các bạn. Cô cho con hỏi cô đi từ mấy giờ cô? Cô mới ra. Cô mới ra hả? Nhà mình gần đây không cô? Dạ gần. Gần đây hả? Dạ dạ. Cảm ơn cô ha. Kính thưa tất cả quý cô bác anh chị. Đó, đây là tất cả anh em tình nguyện viên và những mạnh thường quân chung tay góp sức và ủng hộ những mảnh đời khó khăn bất hạnh trong những giai đoạn đợt dịch Covid này các bạn. Đây là ATM gạo nghĩa tình. Đó. Doanh nhân trẻ, đoàn viên, thanh niên Đồng Nai chung tay phòng chống dịch Covid các bạn. Đứng theo số thứ tự, hàng lối rất đẹp các bạn, khoảng cách rất an toàn luôn, 2 mét một người. Lành đùm đá rách các bạn. Đó. Tất cả anh em tình nguyện viên này, hỗ trợ ủng hộ cho những lời mảnh đời khó khăn các bạn. Dạ, các cô chú bên dưới chúng ta vẫn giữ cái khoảng cách của mình ạ. Theo cái dấu xanh xanh á, cái dấu dấu ít xanh xanh á đã đánh dưới trên nền gạch á, chương trình đã đánh dấu sẵn cho mình á. Các cô chú đứng ở trên những cái dấu đó là đảm bảo cái khoảng cách. Thứ nhất, thứ hai là các cô chú đeo khẩu trang vô giúp cho chương trình, và thứ ba là những cô chú nào đã nhận gạo trong những ngày trước rồi thì đi nhận gạo những lượt tiếp theo, thì các cô chú đem giúp dùng cái túi đựng gạo mà chương trình đã phát cho mình á. Rất nhiều mảnh đời khó khăn bất hạnh các bạn. Đó. Và cả hai mẹ con em bé này. Đó. Nhà con ở đâu? Phòng trọ chứ. Phòng trọ hả? Ba mẹ con làm gì? Mẹ con ngủ ăn cơm, cha bán vé số. Vậy hả? Con mấy tuổi rồi? Con 11 hả? Con được mấy anh em? Rồi ok con. Em bé thì rất thương các bạn. Đấy. Một người phụ quán cơm, một người bán vé số. Đây hai em bé luôn. Đó. Rất
nhiều mảnh đời khó khăn bất hạnh các bạn. Người là đứng theo hàng luôn. À, hiện nay ở đây phát theo số thứ tự các bạn, sẵn và lẻ, một buổi sáng và buổi chiều. Vì vậy số người đứng khoảng cách rất an toàn các bạn. À, không những vậy là ở đây còn có lực lượng công an và các anh dân quân dân phòng hỗ trợ bà con này các bạn. Đây là có vạch sơn là mỗi người khoảng cách 2 mét thôi. Đây là 3 hàng. Đó, mỗi người được cấp phát một thẻ. Được lãnh gạo trong suốt thời gian có dịch các bạn. Một số em nhỏ này có bé gái nhỏ xíu à. Rất nhiều hoàn cảnh khó khăn các bạn. Đây là một mô hình vô cùng quý giá các bạn, rất cần nhân rộng cho tất cả mọi miền để cũng thể ủng hộ bà con nhân dân trong suốt thời gian dịch các bạn. Nhớ mỗi ngày bên em bao tới vậy. Chú giữ mỗi ngày chú lấy chú. Mai hay chiều. Ngày mai buổi sáng. Dạ. Con em có thể vô đi mà có cái gì tôi lấy với ba. Đi ra đi chi nha. Hả? Xin ra đó cái người đưa với cô. Dạ. Cảm ơn con nha. Rồi đi vô đặt giỏ đi con. Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay mình đi trên đường Huỳnh Văn Lý các bạn, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai, đối diện sân bay Biên Hòa các bạn. Mình tiếp tục ghé cây ATM gạo miễn phí cho tất cả người dân trong thành phố Biên Hòa các bạn. Đấy, cây gạo ATM nghĩa tình đây là do tất cả những mạnh thường quân và những anh em tình nguyện viên thanh niên xung phong ủng hộ các bạn, để quyên góp ủng hộ cho tất cả những mảnh đời khó khăn trong đợt dịch Covid này các bạn. Đấy, đây là một trong những tấm lòng vô cùng to lớn. Tuy vật chất không có lớn nhau nhưng mà do những tấm lòng cao cả của anh chị em các bạn, ta không mỏi mòn khó khăn, bớt chút thời gian đi để làm tình nguyện viên và hướng dẫn ủng hộ bà con trong suốt thời gian phát gạo miễn phí các bạn. Đấy.